Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0174, 0326, 2285. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4684. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81201, 71075, 60377, 57994, 27847, 84384, 03478. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23095, 18174. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46000. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46501. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 473372. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4, 7, 3, 3, 7, 2.